Chào tất cả các bạn nha. Lâu lắm rồi hôm nay xuất hiện mục chim sẻ. Lâu ngày không đi đánh những đàn như này rất chi là đấy. Gọi thì ngon lắm nhưng không biết có xuống hay không đây. Đấy, về tấm tấp các bạn. Xuống nào, không biết có xuống đây các bạn. Đấy là chim đang xuống đây. Không xuống mấy nhau nhau, à đông phết. 20 con các bạn. Một con xuống hết nào, ôi dồi ôi, con kia nhớ xuống nào, ngon quá, được mấy con rồi. Dạo này chim đêm chim giết bận quá các bạn, bận làm lưới quá. Hôm nay thì chúng tranh thủ đi tí kiếm con vài con sẻ. Bắt đầu đến mùa bán phóng sinh của rằm tháng 7 rồi các bạn. Hôm nay cũng là 10 tháng 7 âm lịch rồi. 10 hay 11 gì đấy. Nhưng mà cũng ok phết. Đấy, đánh phát này cũng ngon phết các bạn. Gần chục con rồi. Đổi tiếng gái xem xuống không. Đàn như này bây giờ, nói chung là chim bây giờ nó chớm già rồi cũng khó đánh phết các bạn. Không đơn giản. Đấy cũng còn 7-8 con kìa, nó không xuống rồi các bạn nhỉ. Khôn lắm. Các bác nhìn đâu, quay đây nó không được nét lắm. Các bác xem tạm nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Chắc là chục con các bạn. Thôi không xuống nữa rồi, không xuống nữa nhớ cần thôi. Chào các bác nhé. Đây là kèo đầu các bạn. Nói chung thế cũng được rồi. Kèo đầu không móm là ok rồi. Chào các bác nhé, hẹn các bác video lần sau. Vẫn kèo 28 tháng 8 nha các bác nha. Đếm cho các bác xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 con. 15 con các bạn. Hôm trước em bán phóng sinh cho một nhà gần đây. Thì đoán nó ở đây. Đúng là nó vẫn còn ở đây thật. Chào các bác nha. Chào các bác nha. Hôm nay 28 tháng 8 dương lịch. Đếm cho các bác xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 con. Ngon phết đấy các bạn. Toàn tranh thủ buổi trưa đi đánh lúc thôi. Không phải về phải làm lưới chim đêm, đồ chim đêm gửi cho các bác. Chào các bác nha.